Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào Ngày Mới sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 5 của STV. Thưa quý vị, trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh, vùng lòng hồ thủy điện Sơn La được xác định là một trong 7 khu du lịch trọng điểm của tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong câu chuyện ngày mới sáng nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Tôi là Cao Nguyên của Chào Ngày Mới. Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Theo đó, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất là 1,5 lần so với năm 2020. Có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu cả nước có khoảng từ 17 đến 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc thuộc các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định. Bộ Y tế vừa gửi các địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ và Y tế các bộ ngành về hướng dẫn quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 và đề nghị phải hoàn thành trước ngày 1 tháng 6. Đồng thời, Bộ Y tế đề xuất Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về ký xác nhận hộ chiếu vaccine theo các văn bản số 1908 và 1975. Trên cơ sở thống nhất với Bộ Công an, Bộ Y tế cũng đã xây dựng quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19. Tổ công tác triển khai đề án 06 của các tỉnh, thành phố sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 dựa theo quy trình. Bộ Y tế kêu gọi các bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá, giảm tỷ lệ người dân hút thuốc lá tại Việt Nam. Bởi sử dụng thuốc lá làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, đặc biệt hút thuốc lá là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp. Vì vậy, nhằm thông tin tới cộng đồng tác hại của thuốc lá tới môi trường, Tổ chức Y tế Thế giới chọn thông điệp "Thuốc lá mối đe dọa tới môi trường của chúng ta" làm chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm nay và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. Theo báo cáo của Cục Thống kê, sản xuất ngành công nghiệp trong tháng 4 của tỉnh Sơn La có 4 sản phẩm sản xuất tăng so với tháng trước, bao gồm sản lượng đường, điện, sữa tươi và xi măng. Trong đó, sản phẩm đường RS sản xuất ước tính đạt 10.500 tấn, tăng 41,41%, tăng 3.075 tấn so với cùng kỳ. Sản lượng sữa tươi Thanh Trùng sản xuất đạt 5.350.000 lít, tăng 4,29%, tăng 220.000 lít so với tháng trước và tăng 4,7%, tăng 240.000 lít so với cùng kỳ. Sản lượng xi măng sản xuất ước đạt 51.000 tấn, tăng 0,47%, tăng 238 tấn so với tháng trước và tăng 4.445 tấn so với cùng kỳ. Sản lượng điện của Công ty Thủy điện Sơn La, Công ty Thủy điện Hội Quảng và Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Chiến sản xuất dự tính đạt trên 743 triệu kWh, tăng từ 1,45% đến 5,68%, tăng 42,97 triệu kWh so với tháng trước và tăng từ 2,34% đến 15,14% so với cùng kỳ năm trước. Để hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm cùng với đẩy mạnh bán hàng trên kênh thương mại điện tử, ngành dịch vụ hậu cần đang được tỉnh Sơn La chú trọng triển khai nhằm giảm thiểu các chi phí vận hành giá cước. Trong đó, tỉnh Sơn La đã tập trung các giải pháp nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ logistics trên địa bàn, nâng cấp hạ tầng, kêu gọi thu hút các doanh nghiệp logistics khảo sát, đầu tư, phát triển dịch vụ logistics tại thị trường Sơn La. Đến nay, tỉnh Sơn La đã hình thành hạ tầng logistics một cách đồng bộ với hệ thống giao thông, hệ thống kho bãi, hệ thống hạ tầng thông tin cơ bản kết nối phục vụ lưu trữ, bảo quản vận chuyển hàng hóa. Toàn tỉnh có
khoảng 30 kho lạnh với quy mô nhỏ, dung tích dưới 250 mét khối trên kho, khoảng 2.500 cơ sở sấy quả tươi nhỏ lẻ với công suất 60.000 tấn quả tươi trên niên vụ. Trong năm 2021, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ đầu tư 6 kho lạnh, 12 container lạnh, 660 lò sấy hơi, 3 dây chuyền máy móc thiết bị phục vụ chế biến nông sản với tổng số tiền hỗ trợ là 28 tỷ 165 triệu đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 25 cơ sở được cấp mã cơ sở đóng gói quả tươi xuất khẩu Trung Quốc. Phần lớn, các cơ sở trên là các hợp tác xã sản xuất, tự đặt hàng nhập bao bì về tiến hành đóng sản phẩm thủ công, không phải các đơn vị logistics hay xuất khẩu chuyên nghiệp. Để chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với công trình giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt an toàn, tỉnh Sơn La đã triển khai các biện pháp đảm bảo hạ tầng giao thông trong mùa mưa lũ năm 2022. Ngành giao thông vận tải tăng cường công tác bảo trì các tuyến đường hiện có bao gồm đường đô thị, đường huyện và đường xã, trong đó tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra kịp thời báo cáo diễn biến tình hình cầu đường và an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, kiên quyết xử lý vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang an toàn đường bộ, thực hiện công tác phát quang cây cỏ đảm bảo tầm nhìn, khơi thông, nạo vét công rãnh, san gạt, bạt, đắp phụ lề đường đảm bảo thoát nước, quan tâm sửa chữa ngay các vị trí hư hỏng mặt đường, chỉnh trang, nán sửa toàn bộ hệ thống cọc tiêu biển báo kiểm tra giả soát, bổ sung hệ thống biển báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn đối với tuyến đường có nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là các đoạn tuyến đi qua khu vực đèo dốc, kiểm tra xác định các vị trí xung yếu có nguy cơ bị ách tắc để lập phương án phân luồng và bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị ứng cứu đảm bảo giao thông khi có ách tắc xảy ra, triển khai nhanh chóng kịp thời các biện pháp khắc phục thiệt hại xảy ra đối với công trình giao thông, đảm bảo giao thông an toàn thông suốt, xây dựng phương án bố trí phương tiện, máy móc thiết bị, vật tư, nhiên liệu tại những vị trí xung yếu để ứng cứu kịp thời trong mọi tình huống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng đến với câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh, vùng lòng hồ thủy điện Sơn La được xác định là một trong 7 khu du lịch trọng điểm. Đề án định hướng phát triển vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành khu du lịch quốc gia giai đoạn 2021-2030 là điểm nhấn mang tính chiến lược lâu dài của tỉnh Sơn La. Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La nằm ở các huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu và Mường La với diện tích gần 4.000 km², chiếm gần 30% diện tích của tỉnh. Giữa mênh mông sông nước, hàng trăm đảo lớn, đảo nhỏ, giữa là nước xanh trong, những bản mường ẩn hiện bên triền núi. Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La được mệnh danh là Hạ Long thu nhỏ của Tây Bắc. Về cảnh quan ở đây thì mình thấy khí hậu rất là trong lành và tuyệt vời. Môi trường rất là thích hợp để mình có thể nghỉ dưỡng vào những dịp cuối tuần hoặc là hội họp. Với sự phong phú về tài nguyên du lịch, tỉnh Sơn La phấn đấu đưa vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành khu du lịch quốc gia giai đoạn 2021-2030. Từ năm 2016 đến 2020, tỉnh đã phê duyệt 15 dự án quy hoạch, trong đó 12 dự án lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản, 1 dự án lĩnh vực du lịch, 1 dự án lĩnh vực giao thông vận tải, 1 dự án lĩnh vực công nghiệp thương mại. Hiện nay trên thực tế thì khu vực này cũng đang phát triển và phát triển với tốc độ rất là cao, và khách du lịch rất quan tâm và thu hút rất đông khách du lịch ở đây. Và ở đây thì bắt đầu hình thành các cái sản phẩm và hình thành hình ảnh điểm đến, cho nên đây là khu vực tiềm năng để có thể phát triển định hướng trở thành khu du lịch quốc gia. Tại hội thảo lần 1 lập đề án định hướng phát triển vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành khu du lịch quốc gia do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào việc cải thiện một số hạn chế như đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, kết nối tài nguyên du lịch với các tỉnh trong khu vực, xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với truyền thống văn hóa của người Thái. Thì đây đều là những cái ý kiến mà của những con người mà đã gắn bó với vùng lòng hồ, gắn bó với hoạt động du lịch, cũng như là những cái người mà có kiến thức đang làm trong cái lĩnh vực quản lý nhà nước. Thì đây là những cái ý kiến rất là xác đáng, và trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng tiếp thu và cũng sẽ cố gắng để hoàn thiện, đáp ứng được cái yêu cầu đặt ra của cái nội dung công việc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tích cực phối hợp với các đơn vị để hoàn thành xây dựng đề án, đưa vùng lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách tới tham quan, trải nghiệm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vâng, thưa quý vị, việc xây dựng vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thành khu du lịch quốc gia sẽ tiếp tục mở ra những hướng phát triển mới của ngành công nghiệp không khói ở Sơn La, giúp tỉnh có sự phát triển hơn và cũng giữ gìn được những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng sông nước ở Sơn La. Khép lại nội dung câu chuyện ngày mới tại đây, mời quý vị đến với Góc Cuộc Sống. Thưa quý vị và các bạn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc luôn được các trường phổ thông dân tộc nội trú quan tâm thực hiện.
thông qua các hoạt động tìm hiểu, giao lưu văn hóa để các em học sinh sẽ có được những kiến thức, sự hiểu biết về bản sắc văn hóa của dân tộc mình, khơi dậy được ý thức giữ gìn trong mỗi học sinh. Ghi nhận của phóng viên tại trường phổ thông dân tộc nội trú trong cơ sở trung học phổ thông huyện Yên Châu. Đây là hình ảnh hơn 300 em học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở trung học phổ thông huyện Yên Châu tay trong tay trong điệu múa xòe đoàn kết. Những hoạt động tập thể ý nghĩa như thế này được nhà trường thường xuyên tổ chức, tạo được sự gắn kết giữa các em học sinh và thầy cô giáo trong nhà trường. Em cảm thấy rất là tự hào khi là người con của dân tộc Thái. Em cảm thấy rất vinh dự và may mắn khi được học tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Yên Châu. Tại đây chúng em được thầy cô tuyên truyền về việc giữ gìn bản sắc của dân tộc mình và đặc biệt trong thời gian qua chúng em đã được học vũ điệu kết đoàn, điệu múa thể hiện tình đoàn kết của các dân tộc, giúp chúng em đoàn kết gắn bó với nhau nhiều hơn. Là trường dành cho con em các dân tộc thiểu số của huyện Yên Châu, ngoài truyền đạt kiến thức thì việc giáo dục truyền thống, bản sắc văn hóa cho học sinh cũng đã được trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở trung học phổ thông huyện Yên Châu quan tâm. Từ đó các em học sinh thêm tự hào, trân quý những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Em là một người con em của dân tộc thiểu số. Em dân tộc em là dân tộc Mông, em rất tự hào vì dân tộc em vì có một số truyền thống văn hóa như là thổi khèn này, ném pao này. Em rất là tự hào về bản sắc dân tộc của mình và sau này em có đi học hay đi làm thì em vẫn sẽ cố gắng giữ gìn bản sắc dân tộc này và lan tỏa vẻ đẹp này tới cho tất cả cộng đồng và bạn bè cùng nhau biết về bản sắc dân tộc em. Đặc biệt thời gian gần đây, trường Trung học phổ thông nội trú Trung học cơ sở Trung học phổ thông huyện Yên Châu đã tổ chức cho các em học sinh tập luyện biểu diễn điệu múa, vũ điệu kết đoàn. Đây là điệu múa không đơn thuần chỉ là một sản phẩm nghệ thuật kết tinh những nét đẹp văn hóa của các dân tộc mà còn là thông điệp của tình đoàn kết, sự gắn bó của các dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhận được công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc triển khai và đưa vũ điệu kết đoàn các hoạt động vào trong các cái cơ quan đơn vị thì trước tiên là nhà trường cũng đã lên kế hoạch triển khai tới các câu lạc bộ, các khối lớp, đặc biệt là các cái hoạt động của câu lạc bộ và văn hóa dân tộc của nhà trường để giáo dục truyền thống và giữ được cái nét đẹp văn hóa của các dân tộc. Bởi vì cái vũ điệu kết đoàn này không đơn thuần chỉ là một cái sản phẩm nghệ thuật kết tinh nét đẹp văn hóa của các dân tộc mà nó còn là cái thông điệp để đưa cái tình đoàn kết và góp phần xây dựng khối đoàn kết dân tộc. Và cái điệu múa nhằm lan tỏa sâu rộng trong các tập thể học sinh, đặc biệt với một cái ngôi trường chuyên biệt như trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Yên Châu, nơi hội tụ con em các dân tộc thiểu số, thì điệu múa kết đoàn, vũ điệu kết đoàn là một cái điệu múa vô cùng ý nghĩa và giúp cho các em học sinh luôn luôn trân quý những cái sản phẩm và cũng như là giữ gìn được bản sắc dân tộc. Giáo dục văn hóa dân tộc cho học sinh là nhiệm vụ đặc thù quan trọng trong các trường phổ thông dân tộc nội trú. Thực hiện có hiệu quả hoạt động giáo dục này sẽ góp phần quan trọng trong việc giáo dục học sinh phát triển toàn diện. Các nhà trường cần quan tâm đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động này nhằm tạo sức hấp dẫn, thu hút học sinh tham gia. Tới đây chương trình Chào Ngày Mới sáng nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ và an toàn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.